Vâng, em xin được vui mừng chào đón các bác quay trở lại với công ty Trung Thực Auto có địa chỉ tại số 26 đường Cầu Diễn, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội. Thì hôm nay em xin được giới thiệu đến các bác là ba chiếc Chevrolet Trailblazer. Đây, các bác có thể thấy ba chiếc luôn nha. Ba chiếc đen đều đen luôn. Ok. Đó, Trailblazer. Thì trời hôm nay cũng có vẻ là hơi nóng và nắng lên này, em xin phép sẽ review nhanh một chút các bác nhá. Vâng, trước mặt các bác đây là chiếc xe đầu tiên sản xuất năm 2019 ạ. 2019, biển tỉnh, tên cá nhân. Rồi, chiếc xe là máy dầu hai cầu số tự động. Dầu hai cầu số tự động nhập khẩu Thái Lan các bác nhá. Đó. Nhập khẩu Thái Lan. Ok. Chiếc xe này thì bên em mới về thôi ạ, mới về. Đó. Em xin giới thiệu nhanh ạ. Về dàn lốp của xe thì bốn lốp đều là date 2021 các bác nhá. Date 2021, em có thể quay gần lại cho các bác xem. Date 2021. Rồi, lốp dự phòng của chiếc này còn chưa hạ các bác nhá. Lốp dự phòng chưa hạ. Đấy. La răng thì nguyên bản đây. Lốp đây các bác có thể thấy đôi lốp mới. Date rất là lốp rất là mới đây các bác nhá. Đấy. Dầu còn nguyên. Rồi, lốp dự phòng chưa hạ. La răng nguyên bản, đúng không ạ? Rồi, keo chỉ thì nguyên zin toàn bộ quanh xe. Ốc lắp capo nguyên zin. Ốc bốn cánh cửa nguyên zin, đúng không ạ? Đèn thì đã độ thêm đèn. Đó, độ thêm bóng các bác nhá. Đó, rồi. Và tất nhiên rồi, Trung Thực Auto thì khi giao xe cho quý khách hàng của mình thì luôn luôn cam kết bằng văn bản có giá trị pháp lý các bác nhá. Đó là cam kết động cơ, hộp số và hệ thống khung gầm của xe là nguyên bản, không có đâm đụng ảnh hưởng đến kết cấu khung gầm sassi. Đấy, không có ngập nước và không có thủy kích các bác nhá. Đó. Ok, và thứ hai nữa là cam kết với các bác là về pháp lý, về giấy tờ nguồn gốc của xe là rõ ràng minh bạch, không có cầm cố, không có tranh chấp, thậm chí là không có phạt nguội giao thông các bác ạ. Đó, cam kết rất rõ ràng. Đấy. Và bên em luôn luôn khuyến khích các bác qua xem xe và lái thử trực tiếp cùng với cả người quen, thợ quen. Đấy, đồng thời mang xe ra đại lý chính hãng hoặc bất kỳ gara nào mà các bác tin tưởng, đúng không ạ? Đấy, rất là tự tin. Rồi, và chiếc xe này thì số km đang báo trên đồng hồ là khoảng 4,6 vạn km. Đó. Tuy nhiên, theo quan sát và đánh giá của em, đánh giá toàn bộ chất xe, đúng không ạ? Nội thất, vô lăng, cần số. Em chào bác ạ. Đấy. Thì em xin thưa với các bác một cách chân thành và trung thực, đó là số km thực của chiếc xe nó sẽ rơi vào khoảng là 7 vạn km các bác nhá, chứ không phải là 4,6 km. Ok, đấy, khoảng đó. Rồi, xe thì đã được trang bị thêm là màn hình này, đúng không ạ? Màn hình. Và mọi chức năng của xe là hoạt động hoàn hảo, bên em đã cho kiểm tra kỹ càng. Và với một chiếc xe như thế này thì Trung Thực Auto đang mong muốn mức giá cho chiếc xe Trailblazer máy dầu 2 cầu số tự động nhập khẩu Thái Lan, biển tỉnh, tên cá nhân. Đấy, sản xuất 2019 các bác nhá, biển tỉnh, biển 11. Rồi, mức giá mong muốn là hơn 800 triệu đồng các bạn, hơn 800 triệu đồng cho chiếc xe này. Ok. Và nếu các bác quan tâm chiếc xe này thì các bác có thể gọi điện trực tiếp đến số hotline bán hàng duy nhất của Trung Thực Auto, đó là số 0975 79 tứ quý 2 ạ. Đó. Và nếu mà các bác nào mà muốn bán chiếc xe của chính mình, đúng không ạ, thì bên Trung Thực Auto cũng có thu mua vào những chiếc xe đấy, nhưng mà nhớ là các bác có xe đẹp thì hãy giới thiệu nhá. Và hotline duy nhất đầu thu mua của bên em đó là số 0977 55 88 99. Đấy, số rất dễ nhớ ạ, 0977 55 88 99. Ok, vâng. Và em xin phép được sang chiếc tiếp theo, cũng một chiếc màu đen, ba chiếc mà gần như là giống hệt thôi các bác ạ. Và chiếc này thì cũng sản xuất 2019. Đấy, dầu hai cầu số tự động cũng nhập khẩu Thái Lan luôn, giống hệt luôn, dầu hai cầu số tự động.
nhập khẩu Thái Lan. Chỉ khác một điều đó là chiếc xe này thì là biển thành phố các bác nhá, biển thành phố, chiếc kia biển tỉnh. Và chiếc này là được tên cá nhân, một chủ sử dụng từ đầu. Một chủ sử dụng từ đầu. Ok. Giống hệt nhau. Chiếc này thì lốp là Date 2018. Date 2018. Lốp Date 2018 này. Rồi, lốp dự phòng cũng chưa hạ luôn. La răng nguyên bản. Rồi, ok, keo chỉ nguyên zin toàn bộ quanh xe. Ốc lắp capo thì kính thưa các bác là chiếc này thì ốc lắp capo đã có vết tháo vặn các bác nhá. Đó, đã có vết tháo vặn. Đây, em có thể mở trực tiếp để các bác xem. Đã có vết tháo vặn. Đấy, tuy nhiên là em đã xác minh rất kỹ càng đó là cái việc tháo cái ốc capo ở trên chiếc xe này cũng là điều hết sức bình thường, bởi đơn giản là bác chủ là muốn sơn lại cái lắp capo nên tháo ra để sơn lại thôi. Còn keo chỉ của nó là nguyên zin toàn bộ. Em phay quay phần lắp capo cho các bác xem. Đó, keo chỉ nguyên zin toàn bộ. Ốc bốn cánh cửa nguyên zin, đèn nguyên bản. Đấy, ok. Có vấn đề gì thì bên em sẽ báo cáo các bác luôn một cách trung thực và minh bạch. Đó là quan điểm của em, chính là như vậy. Một quan điểm hết sức nhất quán của em. Đó, rồi là tất cả các anh em. Đó, đó là chỉ nhập vào những chiếc xe có chất lượng đủ tiêu chuẩn của Trung Tư Auto. Đây, các bác có thể thấy hệ thống quy trình bên em là kiểm tra chất lượng đầu vào là vô cùng nghiêm ngặt các bác nhé. Vô cùng nghiêm ngặt. Đấy, được thực hiện kiểm định bởi những bạn kỹ thuật viên trình độ cao, có nhiều năm kinh nghiệm trong nghề. Đó, ok. Đã có vết tháo vặn, còn chiếc này không có vết tháo vặn. Chiếc này có, nhưng em cũng báo cáo luôn. Đó, lý do là như vậy. Đúng không ạ? Rồi. Đây thì phần tất cả các xe nha các bác nhá. Đây. Trên chiếc xe này cũng vậy. Khi giao xe cho các bác thì bên em luôn luôn cam kết bằng văn bản, cam kết hai điều. Thứ nhất đó là về chất lượng, thì cam kết động cơ, hộp số và hệ thống khung gầm của xe là nguyên bản, không đâm đụng, ảnh hưởng đến kết cấu khung gầm chassis, không ngập nước và không thủy kích các bác nhá. Đó. Còn về vấn đề giấy tờ nguồn gốc của xe thì rõ ràng, minh bạch, không cầm cố, không tranh chấp và thậm chí là không có phạt nguội giao thông ạ. Đó, rất là tuyệt vời. Ok, tiếp tục em mời. Và chiếc với một chiếc xe mà có giá trị sử dụng còn lại như thế này thì Trung Tư Auto cũng đang mong muốn một mức giá là hơn 800 triệu đồng cho chiếc xe này. Và để cụ thể hơn nữa thì các bác có thể gọi điện đến số hotline duy nhất của Trung Tư Auto, đó là hotline bán hàng duy nhất, đó là số 0975 79 tứ quý 2. Đó, mức giá đó thì bên em hoàn toàn có thể điều chỉnh một cách linh hoạt cho phù hợp với cả thời giá, để các bác hoàn toàn yên tâm. Hơn 800 triệu nhưng bên em sẽ có bớt đôi chút đấy ạ. Dạ. Ok. Vâng, và xe đã qua sử dụng thì cũng được hỗ trợ tài chính giống như là xe mới trong hãng các bác nhá. Các bác cũng được hỗ trợ tối đa lên đến 70% giá trị xe và được trả dần trong vòng 7 năm các bác nhá. Đấy, 7 năm. Đấy, tương tự thì như vậy có nghĩa là chiếc xe này hơn 800 thì các bác sẽ được vay đâu đó khoảng hơn 500 triệu. Hơn 500 triệu cho chiếc xe này. Và hơn 500 triệu đó được trả dần hàng tháng trong vòng 6 đến 7 năm. Ok ạ. Rồi, chúng ta đến với chiếc cuối cùng trong ngày hôm nay. Một chiếc Trailblazer. Chiếc này thì đời 2018. Hai chiếc kia là đời 2019. Rồi, 2018. Cũng là máy dầu 2 cầu, số tự động, nhập khẩu Thái Lan. Đấy. Khác một chút là đời 2018. Chiếc này là biển biển tỉnh các bác nhá, biển tỉnh, tên cá nhân và được một chủ sử dụng từ đầu ạ. Một chủ sử dụng từ đầu. Vâng. Đó, về chiếc xe này thì em báo cáo các bác, dàn lốp của xe thì có lốp trước trái thì là Date 2020, lốp trước phải thì 2021. Đấy, sau trái thì lại 2018. Đấy. Và sau bên phải thì mặt lốp lại đang được quay vào trong. Đấy, mặt lốp quay vào trong cho nó đều lốp. Nên em chưa nhìn được cái Date. Đấy, báo cáo các bác chi tiết lắm. Ở đây chi tiết lắm. Vâng, lốp dự phòng thì đã hạ, la răng nguyên bản đúng không ạ? Ok, keo chỉ nguyên zin toàn bộ quanh xe. Ốc lắp capo chiếc này còn nguyên. Rồi, nguyên zin.
ốc bốn cánh cửa nguyên zin, ốc cửa hậu nguyên zin. Đấy, ai à, zin toàn bộ rồi. Đèn thì đã được độ đây ạ. Đèn độ đây, em có thể quay chi tiết cái đèn đã được độ cho các bác xem. Đã độ đèn rồi. Và tất nhiên rồi, về cái động cơ hộp số và hệ thống khung gầm của xe thì sẽ được cam kết bằng văn bản có giá trị pháp lý. Đấy. Bên em vô cùng tự tin về chất lượng của xe. Đấy. Thậm chí nếu các bác ở xa không đến đây xem xe trực tiếp lái thử được, bên em sẵn sàng vận chuyển xe đến tận nhà các bác, dù các bác ở Cà Mau, Cần Thơ hay là Hà Giang, vận chuyển đến tận nhà, sau đó các bác nhận xe lái thử trải nghiệm, nếu không đúng như những gì em mô tả thì các bác có quyền từ chối nhận xe và bên em sẽ chịu mọi chi phí vận chuyển, chịu mọi chi phí phát sinh luôn, đúng không ạ? Còn tất nhiên rồi, nếu đúng như những lời em hỏi thì các bác nhận xe, đúng không ạ? Ok. Và với một chiếc xe Trailblazer máy dầu 2 cầu số tự động nhập khẩu Thái Lan sản xuất 2018, biển tỉnh, tên cá nhân và một chủ sử dụng từ đầu. Đấy. Thì chiếc xe này Trung Thực Auto đang mong muốn mức giá là cũng hơn 800, nhưng mà sẽ là ít hơn hai chiếc kia chứ, hơn 800 một xíu thôi ạ. Đấy, và cụ thể hơn nữa thì các bác hãy gọi điện ngay đến số hotline bán hàng duy nhất của Trung Thực Auto là số 0975794Q2 ạ. Đấy. Còn bên em có một số hotline thu mua cũng duy nhất nữa, thu mua chỉ có hai số hotline thôi, một số là chuyên thu mua, một số là chuyên bán hàng. Đấy. Số chuyên thu mua là 0977558899 ạ. Đấy, cả hai số đều rất dễ nhớ các bác nhá. Vâng, như vậy thì em đã vừa giới thiệu đến các bác là ba chiếc Chevrolet Trailblazer. Đấy, hai chiếc 2019, một chiếc là 2018. Đó. Ok. Và kết thúc video thì em xin gửi lời chúc sức khỏe, thành công và hạnh phúc đến các bác cùng đại gia đình của mình. Chúc các bác sớm đạt được mục tiêu là một chiếc xe mà các bác yêu thích. Cảm ơn các bác và hẹn gặp lại các bác ở video lần sau.